could be us. So back to what I was saying. Could be us. Chơi Chigu bị đe dọa bóc trần cuộc sống thác loạn vào khách sạn với Tài Việt. Những ngày vừa qua, truyền thông và công chúng xứ Hàn không khỏi hoang mang trước loạt thông tin về đời sống tình cảm cá nhân của loạt mỹ nhân đỉnh đám K-pop như Han Ye-seo, Choi Chi-woo, Cho Yeo-jong được công bố thông qua viện Carosero trên YouTube. Mới đây, cựu phóng viên Kim Yong-ho của viện Carosero tiếp tục bóc trần cuộc sống tình cảm của Choi Chi-woo. Sau khi tiết lộ việc chồng trẻ của Choi Chi-woo đang ngoại tình, cựu phóng viên này lại đe dọa bóc cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên bản tình ca mùa đông. Cựu phóng viên Kim Yong-ho cho biết, chính Choi Chi-woo là mỹ nhân đã giới thiệu cho Han Ye-seo người bạn trai hiện tại, người bị tố từng làm trai bao. Trong video được đăng tải trên kênh YouTube, cựu phóng viên này nói, Choi Chi-woo, tôi thấy cô đã không đóng Instagram của mình, đồng thời tuyên bố rằng anh sẽ chia sẻ sự cố Moya. Sau khi nói rằng sẽ chia sẻ câu chuyện, Kim Yong-ho thậm chí còn công khai bức ảnh của một người đàn ông đang ngồi ở quán bar. Cựu phóng viên hỏi, tại sao cô lại đến Bellagio Luxury Villas ở Las Vegas với một vị chủ tịch? Khi mọi thông tin nhanh chóng vượt qua tầm kiểm soát, phía YG, công ty chủ quản của Choi Chi-woo đã đưa ra một tuyên bố chính thức. Chồng của Choi Chi-woo kém cô ấy 9 tuổi và hiện là CEO của nền tảng ứng dụng Ohio trực tuyến đến ngoài tuyến. Lý do tại sao cô ấy chưa bao giờ tiết lộ về chồng mình là vì nghĩ rằng điều đó có thể gây ra những thành kiến không cần thiết đối với công ty. Vì vậy, cả hai đã đưa ra quyết định im lặng để tránh khả năng tạo gánh nặng cho nhau. Choi Chi-woo và chồng hiện tại đang tập trung vào gia đình, dành thời gian vui vẻ bên những người bạn. Hãy hiểu cho Choi Chi-woo và chúng tôi chân thành yêu cầu các bạn không đưa ra những suy đoán thiếu căn cứ.